cùng dòng máu đỏ thắm sông tiên, dòng máu hùng thiêng anh linh làm hầu, linh thiêng ngàn năm họ vương Việt Nam, dòng máu rồng tiên tô son hào hùng, tuy tổ tiên linh bậc hào danh, tài danh đức sáng. Giang sơn đất Việt hùng anh, đây họ vương Việt Nam con cháu ngàn năm, dòng máu thắm hùng anh, họ thắm thêm chữ vàng, họ vương, ôi họ vương Việt Nam, linh thiêng ngàn năm. Nước tỏa sáng hùng vương, rừng nước khai thiên giang sơn cội nguồn, tiên tổ tiên linh họ vương Việt Nam, dòng máu rồng tiên tỏa sáng hào hùng, mở thành khai sơn rừng tổ tông, nghĩa trung khi tiên chỉ làm hồng qua bằng lưu danh nhân nghĩa sáng, chỉ hiền đạo chỉ quan trường danh, đây giang sơn gông vong đất Việt hùng thiêng, đây họ vương Việt Nam con cháu ngàn năm. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu khách mời, quý vị trong ban đại diện hội đồng dân tộc Phật Vương, kính thưa các bậc cha mẹ cùng tất cả các cháu của dòng tộc Phật Vương, lời đầu tiên thay mặt cho học khuyến học của tộc xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị trong ban đại diện hội đồng dân tộc, quý bậc phụ huynh hạnh phúc thành công trong cuộc sống, và chúc các cháu học sinh là con cháu của dòng tộc Phật Vương chăm ngoan học hiệu. Trước khi đi vào chương trình tổng kết 10 năm thành lập hội khuyến học và tuyên dương khen thưởng chính thức, để bắt đầu xin kính chúc quý vị đại biểu góp bậc cho mẹ cùng các cháu học sinh thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng. Thank you.
một người quốc tịch một dân tộc nên xin đến với ca khúc trở về dòng sông tuổi thơ nhạc và lời của Hoàng Nghiệp. Sau đây tôi xin thông qua cái chương trình kỷ niệm ngày 10 năm thành lập hội khuyến học của tộc và tuyên dương khen thưởng năm khuyến học 2021 2022. Một là ổn định giúp tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Hai là khen mở. Ba là bố trí tổng đáy 10 năm thành lập hội khuyến học tộc. Bốn ý kiến phát biểu của lãnh đạo huyện xã. Năm ý kiến phát biểu của đại diện hội đồng dân tộc. Sáu thông qua quyết định tuyên dương khen thưởng những cháu có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2021-2022. Bảy là phần tố thưởng tóm đề diện các cháu vì giờ phát biểu tuyên dương phát biểu công tưởng. Chín là biểu một kính thưa quý vị đại biểu quý bậc cha mẹ cùng toàn thể các cháu học sinh là con cháu của dòng tộc Tập Phương Quảng Đông nhằm tôn vinh những con cháu có thành tích xuất sắc trong rèn luyện học tập, từ đó nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cháu đang học tập và nghiên cứu trên các lĩnh vực trong thời kỳ đổi mới, cùng chúng ta góp sức quyết tâm đưa giáo dục trở thành đầu sách đồng đào để xây dựng quê hương giàu mạnh văn minh rộng dân qua nhiều thế hệ trong dòng tộc Tập Phương. Hôm nay học khuyến học dòng tộc Tập Phương long trọng tổ chức kỷ niệm thành lập 10 năm học khuyến học và tuyên dương khen thưởng cho các cháu trong dòng tộc có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Bây giờ với buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo huyện. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Tân Bình. Về phía xã, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Xã, Chủ tịch Hội khuyến học xã. Về phía thôn, xin trân trọng giới thiệu bà Hồ Thị Mê, trưởng ban công tác mặt trận thôn. Về phía hội đồng dân tộc, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vương Hữu Lực, Chủ tịch hội đồng dân tộc. Ông Vương Hôn, Phó Chủ tịch hội đồng dân tộc. Cùng các ông và nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội đồng dân tộc qua các nhiệm kỳ, cùng các thành viên trong ban đại diện hội đồng dân tộc. Về dự buổi lễ tuyên dương nay, có các cụ ông, cụ bà, các bậc cha mẹ và các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2021-2022. Một lần nữa xin chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Buổi lễ tuyên dương khen thưởng hôm nay nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy trong thế hệ trẻ niềm tự hào về truyền thống huyết học của gia đình dòng tộc. Từ đó có con cháu nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện đoàn thành tích cao nhất. Đây là niềm mong ước của gia đình, dòng họ núi riêng và xã hội núi chung. Xin kính giới thiệu ông Vương Hữu Lực, Chủ tịch hội đồng dân tộc lên phát biểu khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu khách mời,
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa hội đồng gia tộc vương tộc, kính thưa hội đồng khuyến học, kính thưa các bậc cha mẹ cùng các cháu học sinh của dòng tộc vương. Từ ngàn xa xưa, sự học tập đã được coi trọng và khuyến học đó là một tình cảm đạo lý trong mỗi cộng đồng dân cư. Ngày nay khi đất nước mở rộng hội nhập, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì yêu cầu về sự học và khuyến học là còn cao hơn và rộng hơn và bức thiết hơn. Tộc vương là một tộc có truyền thống hiếu học, công tác khuyến học khuyến tài luôn được phát triển và đi vào hoạt động có chiều sâu. Trong những năm qua, sự quan tâm của hội đồng gia tộc, sự chia sẻ đóng góp và ủng hộ của con cháu tộc vương với mong muốn tạo ra những điều kiện tốt giúp đỡ các cháu, các em học sinh trong tộc vượt khó vươn lên, khích lệ kịp thời học sinh có thành tích xuất sắc, thực hiện mơ ước nhỏ của mình trên con đường học tập. Vậy hàng năm, hội đồng gia tộc, hội khuyến học tộc đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm động viên các cháu vượt khó vươn lên trong học tập, như tập thường xuyên động viên khuyến khích thưởng cho các cháu được thành tích học giỏi, được cấp giải quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và các cháu thi đỗ vào trường đại học. Các cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Từ việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học nhằm tiếp sức cho phong trào khuyến học khuyến tài, con cháu trong tộc chúng ta luôn phải biết quý trọng và gìn giữ, hướng tới một xã hội học tập từ những hành động cụ thể của mỗi người. Hội đồng gia tộc tha thiết kêu gọi mùa cá nhân con cháu nhiệt tình hưởng ứng và tham gia chung sức xây dựng sự nghiệp khuyến học của gia tộc tộc chúng ta được thịnh vượng. Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc tuyên dương lễ tưởng ban khuyến học của tập hôm nay. Xin trân trọng. Xin trân trọng cảm ơn ông Vương Hữu Lực, chủ tịch hội đồng gia tộc đã phát biểu khai mạc. Từ thực tế của xã hội, hàng năm có các lương tôn vinh, có cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện thông qua hội nghị biểu dương khen thưởng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư hiếu học. Trên tinh thần đó, hội đồng gia tộc tộc vương đã thành lập hội khuyến học khuyến tè. Đây là lần thứ 10 đã tổ chức của toàn gia tộc. Để có kết quả đó, xin mời ông Vương Thanh Mừng lên tham qua báo cáo tổng kết 10 năm. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các bậc ông bà cha mẹ, anh chị cùng các cháu của các cháu học sinh và còn các cháu học sinh ta mặt hôm nay, được phép của cho phép con nhà giáo tộc, tôi xin báo cáo một số tình hình hoạt động của học sinh. Báo cáo một số tình hình khuyến học của tộc vương thuộc nhà thờ ông Phước Châu, Bình Điều, Thanh Bình, Quảng Nam từ năm 2012 đến ngày đến năm 2022. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị là ông bà cha mẹ anh chị của các cháu học sinh cùng các cháu là con cháu nội của tộc đã được đạt được nhiều thành tích trong học tập của năm học 21-22 về nhận thưởng hôm nay. Tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu và cùng tất cả các cháu mạnh khỏe, thành đạt và học tập tốt hơn. Còn thứ nhất là nhân dịp này, tôi xin thay mặt hội đồng gia tộc, hội khuyến học xin trình bày khái quát một số tình hình hoạt động khuyến học của tộc. Kính thưa quý vị, để đáp ứng tình cảm và nguyện vọng từ lâu của bà con trong tộc về khuyến học khuyến tài, do tính đặc thù nên mãi đến năm 2010 thì hội khuyến học của tộc mới được thành lập. Hội khuyến học gồm các thành viên đại diện cho các chi trong tộc thuộc nhà thờ tộc vương tại thôn Phước Châu, Bình Triều. Hội khuyến học của tộc ra đời và đi vào hoạt động đã tham mưu giúp cho hội đồng gia tộc kịp thời khuyến học khuyến tài, tạo điều kiện cho các cháu
có tinh thần tập trung học tập, trong học tập có điều kiện vươn lên hơn nữa và giúp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vượt khó vươn lên để đạt thành tích cao hơn trong học tập và rèn luyện đạo đức. Hội đồng giáo tập đã chỉ đạo cho học viên học tiến hành và tập trung vận động kêu gọi bà con trong tập với tinh thần trách nhiệm và với tấm lòng hảo tâm đóng góp xây dựng quỹ khuyến học. Từ đó nhận thức của bà con trong tập được nâng lên và tham gia đóng góp quỹ. Về phần các cháu trong độ tuổi đi học cũng thi đua học giỏi, chăm ngoan, đạt được nhiều thành tích trong các năm học qua. Kính thưa quý vị và các cháu, hơn 10 năm qua, hội đồng giáo tập, hội khuyến học đã tập trung vận động quỹ khuyến học với phương châm lấy đơn vị hộ gia đình làm nền tảng, lấy các mạnh thường quân làm nòng cốt, tập trung tầm thu tiết kiệm những việc chi không cần thiết và quỹ phải được chi đúng mục đích. Từ đó bà con trong tập tin tưởng và có tinh thần trách nhiệm đóng góp xây dựng quỹ khuyến học của tập ngày còn vững mạnh, đảm bảo duy trì trao thưởng hàng năm cho các cháu. Cho các cháu có thành tích cao trong học tập nhằm kịp thời động viên cho các cháu vươn lên hơn nữa để năm học sau đạt thành tích cao hơn năm học trước. Về hình thức khen thưởng và đối tượng khen, thứ nhất là về hình thức, hội đồng giáo tập tặng giấy khen, hội khuyến học tặng hiện vật vở và tiền mặt. Mức khen có giá trị về mặt vật chất nhiều hay ít ở mỗi năm tùy thuộc vào nguồn quỹ thu được của năm đó. Thứ hai là đối tượng khen là các cháu học sinh là con cháu nội của tập, đạt giải học sinh giỏi xuất sắc, giỏi nhất lớp của bậc tiểu học, và sau này thì các cháu được có giấy khen thì của trường thì được khen. Các cháu học sinh ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt học sinh tiên tiến trở lên, các cháu học sinh ở các bậc học đạt giải trong các loại hình thi từ trường cho đến các huyện, tỉnh và các quốc gia, các cháu thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng, các cháu là sinh viên đạt loại khá, loại giỏi trong năm học, các cháu sinh viên trúng tuyển vào học sau đại học và các cháu có hoàn cảnh khó khăn mồ côi v.v. nhưng đã vượt khó vươn lên trong học tập. Thứ ba, cụ thể việc khen thưởng của từng năm được thể hiện như sau. Năm học 2011-2012 có tổng số là 58 lượt cháu được nhận thưởng, trong đó có hai cháu ở cấp trung học cơ sở đạt giải cấp huyện và tỉnh, có 7 cháu đổ vào các trường đại học, có 3 cháu đổ vào các trường cao đẳng, 3 cháu sinh viên đạt loại khá giỏi trong năm học. Số kinh phí trao thưởng trong năm học 11-12 tức là 14.995.000 đồng. Năm học 12-13 có 53 lượt cháu được nhận thưởng, trong đó có 6 cháu đạt giải các loại hình thi cấp trường, 5 cháu đổ vào cấp trường đại học. Số kinh phí trao thưởng trong năm học là 12.775.000 đồng. Năm học 2013-2014 có 51 lượt cháu được nhận thưởng, trong đó có 2 cháu cấp bậc tiểu học đạt giải hội thi cấp huyện, 2 cháu trung học cơ sở là đạt giải hội thi cấp trường, có 6 cháu đổ vào các trường đại học, có 2 cháu trúng tuyển vào học sĩ, có 3 cháu có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mỗi cháu là 200.000 đồng. Tổng kinh phí của năm trao thưởng của năm học đây là 13.970.000. Năm học 2014-2015 có tổng số lượt cháu là 47 lượt cháu được nhận thưởng, trong đó có 1 cháu bậc trung học cơ sở đạt 3 giải hội thi cấp huyện, có 5 cháu đổ vào các trường đại học, 3 cháu trúng tuyển vào thạc sĩ, 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mỗi cháu 200.000 đồng. Kinh phí chi cho phát thưởng năm học đây là 11.370.000 đồng. Năm học 2015-2016 có 50 lượt cháu được nhận thưởng, trong đó có 1 cháu bậc trung học cơ sở đạt giải nhì cấp huyện và 3 giải cấp tỉnh,
có hai cháu cấp trung học phổ thông đạt giải khuyến khích cấp tỉnh, một cháu bậc trung học cơ sở đạt giải nhì cấp thành phố và giải khuyến khích cấp quốc gia, một cháu bậc tiểu học đạt giải nhì hoặc thi cấp huyện, một cháu bậc trung học phổ thông đạt cả ba giải của cái trường, có 6 cháu đổ vào các trường đại học, 3 cháu trúng tuyển vào thạc sĩ, 1 cháu sinh viên đạt loại giỏi trong năm học, có 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mỗi cháu 200.000 đồng tổng kinh phí cho chi cho khen thưởng trong cái năm học này là 16.420.000 đồng. Năm học 2016-2017 có 48 lượt cháu được nhận thưởng, trong đó có một cháu bậc trung học phổ thông đạt giải nhì cấp trường và đạt giải huy chương đồng cấp tỉnh, một cháu bậc trung học phổ thông đạt giải nhì cấp thành phố và huy chương đồng cấp tỉnh, năm cháu đổ vào các trường đại học, có hai cháu thi vào đổ vào thạc sĩ, một cháu đổ cao đẳng, một cháu sinh viên đạt loại khá trong năm học, có ba cháu gia đình khó khăn được hỗ trợ mỗi cháu 200.000 đồng kinh phí chi cho năm học này là 14.530.000 đồng. Năm học 2017-2018 có 57 lượt cháu được nhận thưởng, trong đó hai cháu là trung học phổ thông đạt giải ba cấp tỉnh, một cháu bậc trung học phổ thông đạt giải khuyến khích cấp tỉnh, hai cháu bậc trung học cơ sở đạt giải nhì và giải ba cấp trường, 6 cháu đổ vào các trường đại học và một cháu trúng tuyển vào thạc sĩ. Ba cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn được hỗ trợ mỗi cháu 200.000 đồng kinh phí tăng thưởng cho năm học 2018 là 15.850.000 đồng. Năm học 2018-2019 có 55 lượt cháu được nhận thưởng, trong đó có một cháu bậc tiểu học đạt giải nhất cấp trường, 7 cháu đổ vào các trường đại học, 1 cháu đổ vào cao đẳng, 4 cháu có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mỗi cháu 200.000 đồng kinh phí chi phát thưởng cho năm học chính là 13.950.000 đồng. Năm học 2020-2021 có 64 lượt cháu được nhận thưởng, trong đó có 1 cháu bậc trung học cơ sở đạt giải khuyến khích và giải ba cấp huyện, 1 cháu bậc trung học phổ thông đạt giải nhì cấp trường, một cháu đạt tiểu học đạt giải ba cấp trường, một cháu đạt giải ba học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, 6 cháu đổ vào cấp trường đại học, kinh phí phát thưởng cho năm 21 là 16.980.000 đồng. Năm học 2021-2022 này có 66 lượt cháu được nhận thưởng, trong đó có một cháu lớp 3 đạt loại giỏi đạt giải cấp khuyến khích cấp huyện, một cháu lớp 5 đạt giải 3 của trường, một cháu lớp 10 đạt giải khuyến khích phòng thi cấp trường, một cháu trúng tuyển thạc sĩ, một cháu trúng tuyển thạc sĩ, ba cháu đổ vào các trường đại học, có hai cháu sinh viên giỏi của năm học, một cháu là tốt nghiệp loại giỏi, hai cháu có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, một cháu vào đại học là 300.000 đồng và một cháu là học phổ thông là 200.000 đồng. Kinh phí cho năm học này là 19.590.000 đồng. Báo cáo với toàn thể bà con, riêng năm học 2019-2020 do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên Hội đồng gia tộc và Hội khuyến học là không tổ chức phát thưởng cho các cháu được. Do vậy là các cháu mà học cái năm học 19-20 là chịu thiệt thòi. Như vậy, trong 10 lần, tức là 10 năm qua, là tổ chức khen thưởng cho các cháu với tổng số kinh phí là 150.450.000 đồng. Trong đó Hội khuyến học vận động được là 62.640.000 đồng. Còn lại là quỹ tập chi ra là 87.810.000 đồng. Số kinh phí trên không nhiều, nhưng đây là sự nỗ lực rất là lớn của Hội đồng gia tộc, của Hội khuyến học vận động, và nhờ sự đóng góp tích cực của bà con trong tập, trong đó có sự đóng góp đầy trách nhiệm, đầy tinh thần trách nhiệm của các mạnh thường quân, là những người con, người cháu của tập đang công tác làm ăn sinh sống trên mọi miền đất nước.
với tinh thần và tự nguyện kẻ ít người nhiều để đóng góp một quỹ khuyến học của tộc mới có để cho chúng ta khen thưởng trong 10 năm qua. Hội đồng giáo tập Hội Khuyến học của tộc xin ghi nhận sự đóng góp quý báu vừa qua của bà con, của các mạnh thường quân, và mong muốn bà con và các mạnh thường quân hãy tiếp tục đồng hành cùng Hội đồng giáo tập Hội Khuyến học trong những năm tiếp theo. Còn tập hơn nữa, kính thưa toàn thể quý vị và các cháu, qua hơn 10 năm thực hiện khuyến học, chúng ta đã tổ chức được 10 lần trao thưởng cho 596 lượt cháu ở các bậc học, trong đó có 55 cháu đổ vào các trường đại học trong cả nước, có 5 cháu đổ vào cao đẳng, số các cháu sau khi tốt nghiệp đại học đều ra trường, đều đã có việc làm và thu nhập ổn định, cũng có một số cháu là có thu nhập cao. Cũng trong số các cháu đó là có 6 cháu là bác sĩ, 4 cháu là kỹ sư tiên học, 5 cháu là kỹ sư xây dựng, 4 cháu là sĩ quan công an, 5 cháu là sĩ quan quân đội. Đặc biệt trong số đó có 12 cháu là tiếp tục học lên sau đại học và nay đã có học vị là thạc sĩ ở các lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nước. Có được những kết quả trên trước hết là công lao to lớn đó thuộc về ông bà, cha mẹ, thầy cô của các cháu đã có công nuôi dạy và tạo mọi điều kiện về tinh thần và vật chất tốt nhất để các cháu học tập. Đó là nền tảng cộng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ để vươn lên của bản thân các cháu là cơ bản. Thay mặt Hội đồng giáo tập Hội Khuyến học, tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của các cháu học sinh, sinh viên của các khóa học trước, mong các cháu hãy tiếp tục phát huy hơn nữa tài năng và trí tuệ của mình để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Và đối với số các cháu đang có mặt hôm nay, cũng hãy cố gắng tiếp bước học hỏi các anh chị của các lớp trước, khóa trước mà ra sức học tập rèn luyện để đạt được nhiều thành tích cao hơn những năm tiếp theo. Kính thưa quý vị, bên cạnh những kết quả đạt được trong hơn 10 năm qua thì chúng tôi cũng thấy còn một số thiếu sót, đó là trước hết là về tinh thần trách nhiệm của một số gia đình, một số ông bà cha mẹ của các cháu chưa tạo được điều kiện để con cháu thi đua học tập và rèn luyện học được chăng hay kế, chưa nhận thức được rằng chỉ có con đường học tập và tu dưỡng đạo đức tốt thì con cháu mới thành đạt, mới hiếu thảo với ông bà cha mẹ, mới có cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc, mới có thể cống hiến được nhiều cho quê hương, cho đất nước, mới xứng đáng với tinh thần hiếu học mà tổ tiên ông bà chúng ta đã dày công xây dựng. Việc thứ hai là việc quy động quỹ đóng góp cho khuyến học, cho quỹ khuyến học của bản thân qua khuyến học cũng còn thu đông và bà con trong tộc vẫn còn hạn hẹp, thiếu vững chắc, nên dù được trao nên có việc trao quà cho các cháu được nhận thưởng là giá trị về mặt vật chất là chưa cao. Cái việc thứ ba, đây cũng là cái việc mà nan giải mà Hội đồng giáo tập của Hội Khuyến học cũng chưa giải quyết được, đó là một số cháu ở các trường đại học cao đẳng là các cái trường cũng tiến hành tổng kết năm học của năm trước đó, là bồ gồng năm học sau, tức là sau phút tháng này thì cũng mới tổng kết, do vậy á là các cháu là không có giấy chứng nhận hoặc giấy khen gì để mà làm cơ sở cho Hội đồng giáo tập tổ chức trao thưởng cho các cháu, đó là những cái việc mà hết sức thiệt thòi và các cháu. Thì ở đây chúng tôi những cái thiếu sót trên chúng tôi cũng nghiêm túc rút kinh nghiệm những thiếu sót đó, và nghiên cứu khen thưởng cho các phù hợp của các cháu là sinh viên gặp khó nữa ở các trường mà tổng kết năm học sẽ cho phù hợp với họ. Về phương hướng đấy, Hội đồng giáo tập và Hội Khuyến học chúng tôi tha thiết kêu gọi toàn thể bà con trong tộc họ chúng ta hãy vì đạo đức trăm năm trăm người, tất cả vì tương lai con em chúng ta
mà thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài, thực hiện việc học tập và học tập suốt đời, thi đua, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, chăm lo tốt nhất cho việc ăn, việc học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống và rèn luyện thể chất cho các cháu, để các cháu có đủ trình độ, năng lực và sức khỏe để đóng góp xây dựng và duy trì nòi giống của dòng tộc. Phấn đấu trong những năm học đấy, không có cháu nào trong độ tuổi đi học mà phải bỏ học giữa chừng. Phấn đấu hàng năm còn có nhiều cháu học sinh ở các bậc học đạt được giải ở cấp trường, cấp huyện, tỉnh, thành phố và cấp quốc gia. Còn có nhiều cháu thi đỗ vào các trường đại học cao đẳng và tiếp tục học sau đại học để góp phần làm rộng danh dòng tộc. Về phần hội đồng giáo tộc và hội khuyến học, chúng tôi cũng sẽ ra sức vận động đảm bảo cho được nguồn quỹ để duy trì việc trao thưởng hàng năm đúng mục đích và yêu cầu đặt ra. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu và bà con trong tập dồi dào sức khỏe, chúc các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi, vui tươi, khỏe mạnh và luôn đạt được nhiều thành tích cao hơn trong những năm học tiếp theo hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Vừa rồi quý vị đại biểu và toàn thể hội đồng dân tộc mình đã nghe ông Vương Thanh Mừng thông qua cái bút cố kết quả cái thành tích đạt được trong 10 năm thành lập hội khuyến học và hội đồng dân tộc hội khuyến học tộc phương vẫn có thiết cái vụ hội các cháu con cháu của dân tộc phương tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa để đạt những thành tích cao hơn trong những năm học tiếp theo. Kính thưa quý vị đại biểu, các cụ ông cụ bà cha mẹ và các cháu học sinh của dân tộc tộc Vương, với phương châm người người nhà nhà dùng khuyến học, hội khuyến học tộc Vương đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ và các cháu về công tác khuyến học nước tè, tập trung huy động sự vào cuộc tích cực của bộ thế hệ để có sức tỏa lâu mạnh, có sức lâu tỏa mạnh mẽ, góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học của dân tộc tộc Vương được kết quả như hôm nay. Đó là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo hội khuyến học cấp cấp. Về giờ buổi tiên dương khen thưởng hôm nay, tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hữu Hiền, chủ tịch hội khuyến học huyện Thanh Bình, có đôi lời phát biểu gửi đến với buổi tiên dương hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa đồng gia tộc, kính thưa các bậc trưởng lão, kính thưa quý vị phụ huynh và các học sinh yêu quý. Hôm nay tôi rất vui về dự cái lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Khuyến học của tộc Vương và tổ chức tuyên dương khen thưởng cho các em học sinh sinh viên trong dòng tộc có kết quả học tập tốt. Kính thưa quý vị, công tác khuyến học khuyến tài là một công tác xã hội hết sức quan trọng, đồng hành cùng với ngành giáo dục đào tạo để làm thế nào xây dựng một tương lai tươi đẹp cho các em, con em của chúng ta. Và hiện nay chúng tôi đã phát động mạnh phong trào học tập suốt đời ở trong các dòng họ, trong các thôn bản, ở trong các đơn vị và trong các gia đình để thi đua với nhau học tập cho tốt. Và đặc biệt đối với dòng họ, hiện nay nhiều dòng họ ở trên huyện Thăng Bình đã hình thành ban khuyến học và có nhiều tộc đã tổ chức tổng kết 20 năm, 30 năm làm khuyến học. Và hôm nay tộc Vương chúng ta tổ chức kỷ niệm 10 năm làm khuyến học. Và trong 10 năm ấy thì anh Vương Thăng Bình đã tổng kết khá đầy đủ hơn 500 lượt các cháu được động viên khen thưởng và hơn 150 triệu đồng đã được trao tặng cho các cháu. Đương nhiên đây là những phần thưởng không phải lớn lắm, nhưng mà đây là cái tình cảm của gia tộc đối với các em chúng ta. Và hôm nay các em về từ đường về gia tộc, chúng ta cúi đầu khấn nguyện trước tổ tiên ông bà và hứa sẽ là con ngoan tạo giỏi, và chúng ta lại được quà của gia tộc trao cho. Và thì mong rằng các em chúng ta hãy cố gắng học tập ngày càng tốt hơn để làm rạng danh tộc Vương của chúng ta.
Và đối với chủ trương của huyện thì hiện nay trong gia tộc chúng tôi phát động các phong trào xây dựng dòng họ tộc. Thì mong rằng đối với Bình Triều, đối với tộc Vương, chúng tôi cố gắng tổ chức thực hiện tốt cái chương trình này. Và chúng tôi cũng có kêu gọi một cuộc vận động ở trong dòng tộc, đó là nói không với thất học, nói không với đối nghề, nói không với tội phạm. Tức là trong dòng họ chúng ta cố gắng làm được ba việc, tức là chống được thất học, chống được đối nghề và chống tội phạm. Và như vậy thì chúng ta sẽ xây dựng cái cộng đồng dòng tộc của chúng ta với cái tình cảm gắn bó, trách nhiệm, đồng viên với nhau. Và chúng ta sẽ noi gương ông bà mẫu mực, cha mẹ mẫu mực để thế hệ con em của chúng ta được học hành tử tế và được noi gương ông bà cha mẹ để trở thành những công nhân tốt trong tương lai. Thì với tinh thần ấy, chúng tôi mong rằng tộc Vương ngày càng phát huy truyền thống của mình, đặc biệt những người con đã trưởng thành, đã làm ăn xa xứ, luôn luôn hướng về quê hương. Và chúng tôi hoàn toàn thống nhất với ý kiến của anh Nguyễn Thanh Minh, đó là lấy gia đình làm nền tảng, nhưng mà lấy mạnh thường quân làm nòng cốt. Hôm nay chúng tôi thấy những mạnh thường quân có mặt ở đây cũng rất sáng giá, rất trách nhiệm. Thì mong rằng các vị hãy cố gắng ủng hộ để tương lai công an chúng ta có thể có những cái suất học bổng được tốt hơn. Chứ bây giờ thì mình cũng động viên đó, nhưng mà thực tế nó cũng không phải nhiều lắm. Ví dụ học bổng của chúng tôi nhiều chương trình mà chúng tôi tranh thủ cái nguồn nước ngoài đó, một em mỗi năm có thể được 20-30 triệu để các em tiếp bước chương trình. Giờ đây chúng tôi mong rằng cái dòng họ chúng ta cũng cố gắng như vậy. Thì thôi, hôm nay với cái tình cảm với đất nhiên ngày lễ độc lập, chúng ta lại long trọng tổ chức cái buổi gặp gỡ trước từ đường để kỷ niệm 10 năm và trao thưởng cho các em. Tôi đến dự và cũng có đôi lời tâm tình như vậy. Và chúc tộc Vương chúng ta đoàn kết nhất trí, tất cả người chủ nghiệp quyến học chúng ta để xây dựng tộc Vương của chúng ta ngày càng phát triển, không thua các cái tộc bạn trên địa bàn huyện của chúng ta. Cuối cùng xin chúc các vị đại biểu hội đồng dân tộc, các vị trưởng lão, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh yêu quý sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Huy, chủ tịch hội khuyến học huyện Tân Bình đã có những lời tâm tư và động viên con cháu khuyến học của dân tộc Tộc Vương tổ chức các cháu sang năm học mới hoàn thành tốt hơn. Vậy thay mặt cho hội đồng dân tộc tổng khuyến học xin kính chúc ông hội cùng gia đình mạnh khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Vì giải quyết buổi tiên dư hôm nay, xin trân trọng đến giới thiệu ông Ngô Văn Anh, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Ninh Xã, chủ tịch hội khuyến học xã, đã có lễ hoa gửi đến chúc mừng kỷ niệm thành lập 10 năm thành lập hội khuyến học và có đôi lời phát biểu. Sau đây xin trân trọng kính mời anh Vương Hữu Lực, chủ tịch hội đồng dân tộc lên nhận hoa của phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Đông. Kính thưa anh Nguyễn Hữu Hiệp, chủ tịch hội khuyến học huyện Tân Bình. Kính thưa quý vị đại biểu lãnh đạo thôn, kính thưa quý vị trong hội đồng dân tộc, kính thưa tất cả các bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh của dòng tộc Vương tại thôn Phúc Châu. Thì hôm nay trong không khí phấn khởi, cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng quốc khánh 29 là Tết độc lập của cả nước, cũng là dịp để chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới, năm học 2022-2023. Thì hội đồng dân tộc cũng như hội ban khuyến học của tộc Vương tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập khuyến học của tộc để tổng kết khen thưởng khuyến học chúng ta năm học 2021-2022 cho các cháu có thành tích học tập có nhiều hơn chút khác trong năm học. Bản thân tôi được vinh dự thay mặt cho ủy ban mặt trận Đông Nam xã và hội khuyến học xã về dự để tổng kết khen thưởng và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hội khuyến học. Lời đầu tiên khi gửi đến quý vị trong hội đồng dân tộc, quý vị đại biểu cùng tất cả các cháu học sinh của dân tộc một lời chúc mạnh khỏe và hạnh phúc thành đạt. Kính thưa quý vị đại biểu,
Đảng nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng cho học tập theo quyết định 2/1 và quyết định 4/9 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian qua, phong trào khuyến học của xã Bình Triều đã phát triển khá mạnh trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các thôn tổ, đặc biệt là những năm gần đây, phong trào khuyến học phát triển mạnh ở các dân tộc trên địa bàn xã. Điều này đã chứng tỏ phong trào khuyến học đã lan tỏa rộng khắp trên địa bàn xã. Sự quan tâm của các quỹ đảng, chính quyền, của tổ chức chính trị xã hội, sự đồng tình ứng của nhân dân cả nhà đối với chủ trương đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng cho học tập của đảng và nhà nước ta. Hôm nay hội đồng giáo tập và ban khuyến học của tập phương tổ chức khen thưởng và kỷ niệm 10 năm thành lập hội khuyến học cho con cháu trong dòng tập có thành tích trong học tập. Đó là động viên tinh thần to lớn đối với các em, các cháu là sự đóng góp hết sức thiết thực vào việc hỗ trợ và việc hỗ trợ cho công tác khuyến học khuyến tài, khuyến khích hoạt động dạy và học trong hệ thống giáo dục của xã nhà. Nhân dịp tổng kết và khen thưởng khuyến học hôm nay, tôi thay mặt cho Ủy ban Mặt trận và khuyến học xã Bình Triều nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương hội đồng giáo tập, tập phương và các em có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua. Tôi mong muốn hội đồng giáo tập trong thời gian tới cố gắng duy trì và phát huy hơn nữa các phong trào khuyến học, vận động tạo mọi điều kiện cho các em học được học, vì các em là nguồn nhân lực chất lượng cao, là nguồn vốn quý quyết định cho xã hội phát triển tương lai sau này, xây dựng và phát triển quỹ của tập góp phần tạo động lực cho công tác chiến tài, phát hiện chăm sóc tài năng của tập hòm. Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, có tấm lòng nhiệt huyết vào đồng giáo tập vì thế hệ trẻ, vì tương lai của tập, của địa phương Bình Triều, chúng tôi tin tưởng chắc rằng học khuyến học tập phương sẽ tiếp tục đạt được những thành tích tốt hơn trong thời gian tới, đặc biệt hơn nữa là các em được nhận phần thưởng hôm nay sẽ là nhân tài trong tương lai. Nhân đây tôi xin đặc biệt đánh giá cao hội đồng giáo tập và cảm ơn các cụ lỗ thành tuy tuổi cao rất yếu vì sự phát triển con cháu trong giáo tập của nền giáo dục địa phương đã luôn quyết tâm quyết tận tụy tham gia đóng góp có hiệu quả trong hoạt động khuyến học khuyến tài. Tôi cũng mong rằng trong thời gian đấy ban khuyến học của tập địa phương sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của quý bậc cao niên và toàn thể con cháu, góp phần một chung một sự phát triển của công tác khuyến học khuyến tài, phát động xây dựng mô hình học tập theo quyết định 4/9 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các cháu của tập, tôi mong rằng các cháu cố gắng học tập tốt, chăm ngoan hiếu thảo, vâng lời ông bà cho mẹ, là thành viên tốt của gia đình, dân tộc, là chủ nhân tương lai của đất nước, của địa phương. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị đại biểu, hội đồng dân tộc cùng bà con và các cháu lời chúc mạnh khỏe, thành công và tốt đẹp trong cuộc sống. Xin trân trọng, cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu chân tình của ông Ngô Văn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch khuyến học xã Bình Triều. Để đáp lại những lời cảm ơn sâu sắc và sự quan tâm của cấp lãnh đạo và đặc biệt là phát biểu của ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tân Bình, ông Ngô Văn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Bình Triều về động viên tinh thần hiếu học của các con cháu trong dòng tộc Phật Vương. Tôi xin trân trọng kính mời ông Vương Hữu Lực, Chủ tịch Hội đồng giáo tập có đôi lời phát biểu trong buổi tuyên dương để gửi đến lời cảm ơn tất cả các đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tân Bình. Kính thưa đồng chí Ngô Văn Anh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Triều. Kính thưa đồng chí Trương Thị Mai, Ủy ban Tân sự xã Thôn Phước Châu. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa hội đồng giáo tập, hội khuyến học tập phương, kính thưa bà con dòng tập phương cùng các cháu thân mến. Thực hiện quy chế hội đồng giáo tập tập phương, ban khuyến học là tổ chức tự nguyện của những người có tâm huyết với sự nghiệp phát triển giáo dục, góp sức cho phong trào toàn xã hội học tập nhằm nâng cao trí thức, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho gia đình, dòng họ và đất nước. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ban khuyến học là xây dựng quỹ khuyến học nhằm khuyến khích. Trong những năm vừa qua, ban khuyến học đã thông báo vận động các tổ chức, cá nhân có tâm huyết, có điều kiện kinh tế, có tinh thần ủng hộ trong công tác khuyến học, khuyến tài đã đóng góp quỹ khuyến học một khoản kinh phí đáng kể. Mỗi thành viên của con cháu gia tộc tự nguyện đóng góp để phong trào khuyến học, khuyến tài tổ chức thường niên cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu khá giữa của các cấp, các cháu vào đại học và các cái thạc sĩ cũng như tiến sĩ. Tôi thay mặt hội đồng giáo tập
họ Vương kêu gọi tất cả con cháu nội ngoại trong gia tộc tự nguyện đóng góp hàng năm tùy hoàn cảnh và điều kiện chúng ta tự nguyện thực hiện. Hội đồng gia tộc Ban Khuyến học ghi nhận tấm lòng của nhiều con cháu đã đóng góp vào khoản khuyến học của tộc họ. Thông tin đóng góp được bố về tin nhắn điện thoại của các thành viên hội đồng gia tộc cũng như các cháu trong dòng tộc. Quỹ khuyến học nhằm duy trì nâng cao chất lượng phần thưởng cho các cháu đạt thành tích trong học tập, mở rộng hỗ trợ khen thưởng cho các cháu hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, các cháu là học sinh giỏi các tỉnh, các quốc gia nhằm động viên và ghi nhận thành tích các cháu đã nỗ lực phấn đấu trong việc rèn luyện và học tập của mình. Đây là nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng vàng để giúp cho hội đồng gia tộc học khuyến học có kinh phí để tặng phần thưởng học bổng cho các con cháu nào có thành tích cao của gia tộc nhằm cổ vũ động viên phong trào thi đua học tốt của tất cả con cháu trong dòng tộc. Mục tiêu tư tưởng được xác định hiện tại như nguyên khí của quốc gia, gia tộc Vương có phát triển ổn định và hưng thịnh trong tương lai không là nhờ vào khả năng học tập và đóng góp trí tuệ của các cháu cho xã hội, cho gia đình và cho dòng tộc. Một lần nữa tôi thay mặt hội đồng gia tộc xin kính chúc tất quý vị đại biểu hội đồng gia tộc, hội khuyến học, các bậc cha mẹ và các cháu học sinh của tộc Vương và chúc các cháu đạt thành tích cao trong học tập tới và chúc quý vị đại biểu chúng ta được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn ông Vương Hữu Lực, chủ tịch hội đồng dân tộc đã có những ý kiến phát biểu và có những lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo có mặt trong buổi lễ thành lập 10 năm hôm nay. Tiếp tục về chương trình, tôi thay mặt cho hội khuyến học để thông qua quyết định khen thưởng. Quyết định thứ nhất, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, hội đồng gia tộc tộc Vương, quyết định số 01, quyết định về việc khen tặng khuyến học, hội đồng gia tộc tộc Vương căn cứ quy chế hợp đồng của hội đồng gia tộc tộc Vương xét theo đề nghị của hội khuyến học tộc Vương ngày 28/8/2022 về đề nghị khen thưởng khuyến học năm 2021/2022 của tộc Vương. Quyết định điều 1, tặng giấy khen kèm theo 500.000 đồng cho các cháu thi đỗ vào các trường đại học công lập năm 2021/2022 và sau đại học có danh sách kèm theo. Điều 2, kinh phí thực hiện khen thưởng được sử dụng từ nguồn vận động quỹ khuyến học của tộc năm 2021/2022. Điều 3, hội khuyến học tộc Vương, văn phòng hội đồng gia tộc và các cháu có tên trong danh sách ở điều 1 thi hành quyết định này. Thay mặt hội đồng gia tộc tộc Vương, chủ tịch đại ký Vương Hữu Lực xin thông qua danh sách. Một là Vương Trùng Dương, trúng tuyển thạc sĩ. Hai, Vương Hữu Kiệt, đỗ vào Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh. Ba, Vương Thị Thị Dung, trường Đại học FPT. Bốn, Vương Hữu Quỳnh, thạc sĩ Viện Hoàng Lâm khoa học xã hội, tiến sĩ Viện Hoàng Lâm khoa học xã hội Việt Nam. Vương Thị Kiều Ngân, trường Đại học Du lịch Huế. Vương Như Phương, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Vương Thí Phi, trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng. Vương Thị Kiều Ngân, trường Đại học Du lịch Huế. Quyết định số 2, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, hội đồng gia tộc tộc Vương số 02, quyết định về việc khen thưởng tặng khuyến học, hội đồng gia tộc tộc Vương. Tôi sẽ không qua căn cứ quyết định điều 1, tặng giấy khen kèm theo 300.000 đồng cho các cháu đạt thành tích giữa trung học phổ thông tăng những năm học 2021/2022. Tặng giấy khen kèm theo 300.000 đồng cho các cháu trung học phổ thông đạt thành tích tốt lụa thành thi tốt tại trường, đọc giả tại thi, tại tốt kỳ thi của huyện tỉnh trong năm học 2021/2022. Tặng giấy khen kèm theo 250.000 đồng cho các cháu đọc học sinh tiên tiến trung học phổ thông trong năm học 2021/2022. Điều 2, kinh phí thực hiện khen thưởng được sử dụng nguồn vận động quỹ học khuyến học của tộc năm 2021/2022. Điều 3, hội khuyến học của tộc Vương, văn phòng hội đồng gia tộc và các cháu có tay ở điều 1 thi hành quyết định này. Thay mặt hội đồng gia tộc, chủ tịch đã ký Vương Lực
về danh sách. 1. Vương Anh Tuấn, trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, học sinh giữa. Vương Thị Phương Loan, trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, học sinh giữa. Vương Thị Hồng Ngâm, trường trung học phổ thông Tiểu Loa, học sinh giữa. Vương Võ Hồng, trường phổ thông trung học Hương Anh, học sinh giữa. Vương Võ Hồng, giáo viên cách học thi. Vương Gia Tiều, trường trung học phổ thông Di Tân, học sinh tiên tiến. Vương Thị Trong, trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, học sinh giữa. Vương Bảo Châu, trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, học sinh tiên tiến. Vương Thị Dung, trường phổ thông trung học Nguyễn Thái Bình, học sinh giữa. Vương Thị Kiều Ngân, trường phổ thông trung học Nguyễn Thái Bình, học sinh giữa. Vương Thị Khánh Vy, trường phổ thông trung học Nguyễn Thái Bình, học sinh tiên tiến. Quyết định thứ ba là tặng giấy khen kèm theo 200.000 đồng cho các cháu học sinh xuất sắc, học sinh giữa của bậc trung học cơ sở năm học 2021-2022. Tặng giấy khen kèm theo 200.000 đồng cho các cháu học trung học cơ sở đã có thành tích trong các cuộc thi tốt nghiệp trường, đoạt giải tại các kỳ thi của huyện tỉnh trong năm học 2021-2022. Tặng giấy khen kèm theo 150.000 đồng cho các cháu đoạt thành tích học sinh tiên tiến bậc trung học cơ sở năm học 2021-2022. Điều hai, kinh phí thực hiện các hưởng được sử dụng từ nguồn vận động quỹ khuyến học của tập 2021-2022. Điều ba, học khuyến học của tập Vương ban lập hội đồng giao tập và các cháu có tên trong danh sách để điều một thi hành quyết định này. Chủ tịch hội đồng giao tập đã ký Vương Hữu Lực. Về danh sách, một, Vương Hữu Thông Hy, trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, học sinh xuất sắc. Vương Tấn Thốt, học trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, học sinh xuất sắc. Vương Minh Tâm, trường trung học cơ sở Phù Đổng, học sinh giữa. Vương Hữu Bình, trường trung học cơ sở Lý Tự Trạng, học sinh tiên tiến. Vương Gia Bổ, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thực, học sinh giữa. Vương Quốc Thi, trường Song Ngữ Quốc tế Anh Ngữ, học sinh giữa. Vương Quốc Hiệu, trường Song Ngữ Quốc tế Anh Ngữ, học sinh xuất sắc. Vương Hình Thanh Trúc, trường Song Ngữ Quốc tế, học sinh giữa. Vương Thị Tiến, trường trung học cơ sở Hình Thức Toán, học sinh tiên tiến. Vương Minh Nhật, học sinh trường Lý trung học cơ sở Lý Đạt, học sinh giữa. Vương Nguyễn Hồng Vũ, trường trung học cơ sở Phong Bình Cao, học sinh giữa. Vương Thị Bích Thổ, trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, học sinh giữa. Vương Hữu Ly, trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, học sinh tiên tiến. Vương Thị Tú Yên, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, học sinh tiên tiến. Vương Thị Khánh Dung, trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, học sinh tiên tiến. Vương Hữu Tấn, trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, học sinh giữa. Vương Thị Yến Nhi, trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, học sinh tiên tiến. Vương Hữu Tấn, trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, vượt khó trong học tập. Quyết định thứ tư là quyết định tặng giấy khen kèm theo 100.000 đồng cho các cháu bậc tiểu học đoạt học sinh xuất sắc, học sinh giữa trong năm học 2021-2022. Tặng giấy khen kèm theo 100.000 đồng cho các cháu bậc tiểu học đoạt thành tích cho học tốt hình thi tốt tại trường, đoạt giải tại các kỳ thi của quyền tỉnh trong năm học 2021-2022. Điều hai, kinh phí thực hiện các hưởng được sử dụng nguồn kinh phí vận động quỹ khuyến học của tập 2021-2022. Đi qua, học khuyến học của tập Vương của em và hội đồng giáo tập và các cháu các tay trong danh sách ở điều 1 thi hành quyết định này. Một, Vương Hữu Minh, trường tiểu học Đồng Vườn, học sinh xuất sắc. Hai, Vương Thị Phong Thầy, trường tiểu học Đồng Vườn, giải khuyến khích học thi các quyền. Ba, Vương Thị Phong Thầy, trường tiểu học Đồng Vườn, học sinh xuất sắc. Bốn, Vương Gia Hy, trường danh hiệu cháu ngon quốc thù. Vương Gia Hy, trường tiểu học Vương Quyền, học sinh xuất sắc. Vương Thị Nguyễn Duyên, trường tiểu học Đồng Bường, học sinh xuất sắc. Vương Trần Nguyễn Nhi, học sinh xuất sắc, trường tiểu học Bảy Sáu. Vương Hữu Tán, trường tiểu học Đồng Bường, học sinh xuất sắc. Vương Thị Hương Dương, trường tiểu học Vương Đồng, học sinh xuất sắc. Vương Mai Hân, trường tiểu học Phong Châu Trinh, học sinh tiêu biểu. Vương Gia Trạng, trường tiểu học Trần Đình Nghĩa, học sinh xuất sắc. Vương Hữu Huy, trường tiểu học Lê Quý Đôn, học sinh xuất sắc. Vương Quỳnh Hoa, trường tiểu học Đồng Bường, học sinh xuất sắc. Vương Quỳnh Như, trường tiểu học Đồng Bường, học sinh xuất sắc. Vương Quốc Đột, trường tiểu học Trung Đồng, học sinh xuất sắc. Vương Gia Bổ, trường tiểu học Trung Vương, học sinh xuất sắc.
Vương Hữu Gia Bổ, trường đại học Bạch Đường, đoàn đặc cách Vũng Tàu, mong. Vương Ngọc Lâm Tròn, trường đại học Cẩm An, đọc giả qua nét chữ viết. Một giả qua nét chữ nét người. Vương Thị Ngọc Lâm Tròn, trường đại học Cẩm An, học sinh xuất sắc. Vương Ngọc Vũ Nhi, trường đại học Cẩm An, học sinh xuất sắc. Vương Nguyễn Anh Tuấn, trường đại học Đồng Bường, đọc thành tích Vũng Tàu. Vương Hữu Thanh, trường đại học Đồng Bường, Vũng Tàu Văn Toán. Vương Nguyễn Gia Bổ, trường đại học Đồng Bường, học sinh xuất sắc. Vương Nguyễn Hoàng Hiến, trường tiểu học Đồng Bường, học sinh xuất sắc. Vương Trần Anh Quân, trường tiểu học Kim Đồng, tiến bộ trong học tập. Vương Trần Nhân, trường tiểu học Kim Đồng, học sinh xuất sắc. Vương Vũ Yên, trường tiểu học Hoàng Vũ Phương, học sinh xuất sắc. Vương Nhỏ Yên, trường tiểu học Võ Thị Sáu, học sinh xuất sắc. Vương Quốc Huy, trường tiểu học Hoàng Vũ Phương, học sinh xuất sắc. Tiếp tục phần khen thưởng là xin mời góp mặt từ nhỏ đến lớn. Khen thưởng là đối với cấp tiểu học, xin mời mỗi lượt là 10 giáo. Một là Vương Hữu Minh, một là Vương Hữu Minh, hai là Vương Thị Phong Thùy. Vương Đồng Dương, Vương Hữu Kiệt, Vương Thị Dung, Vương Hữu Vĩnh, Vương Thị Kiều Ngân, Vương Như Phương, Vương Thí Phi, Vương Thị Kiều Ngân. Đây là hợp đồng cho tập với là học viên học, đề nghị có tập cho mẹ nè. Đây câu may mình về, để câu có phải là gì nhập phần thưởng không, cho mình về là gì nhập từ đi không sao, mẹ còn nhớ rất không có quà chứ. Còn ở đây để cho bạn gì có trả về còn cái gì gì nữa. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết Satan đang chờ đón, mà trái tim vẫn âm thầm. Làm đặc biệt là nhà chùa cho cháu mình đọc là đến tận xuân đang học tập. Chúng ta
sáu bước đi bảy phương hướng nhiều đường con tử nợ tổng đường phương hướng thành tốc chúng một cái xe lấy cái càng đi phương thì thiếu mười là phương thanh nhập ở đây chia ra hai đàn một phương hướng sau đây hai là phương thất thoát ba là phương thất tâm Vương Minh Nhật dân sắc ca nữ của các tiểu hạ một phương minh hai phương này không hay ba là phương cho hay bốn phương này không hay năm là phương đặng thị nhi sáu là phương đặng thị nhi bảy là phương đặng thị nhi tám là phương đặng thị nhi
tại vì đây chúng ăn không xin mời ông Vương Hữu Toàn, nguyên chủ tịch hội đồng giáo tập lên cho phần thưởng cho cô cháu. Kính thưa quý vị đại biểu khách mời,
Kính thưa các cụ ông, cụ bà, kính thưa hội đồng giáo tộc, hội khuyến học, tộc vương cùng toàn thể các bậc cha mẹ, con cháu, học sinh của tộc vương, các tộc vương, yêu quý, buổi tiên dương khen thưởng các cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 và 2022 của ban khuyến học tộc vương đã diễn ra trong không khí vui vẻ, phấn khởi, ghi dấu những thành tích quan trọng mà con cháu tộc vương đã đạt được. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để động viên các cháu đạt thành tích cao hơn nữa trong những năm học tiếp theo. Hội đồng giáo tộc, hội khuyến học tộc vương xin trân trọng cảm ơn tấm lòng hổ tâm của các tổ chức cá nhân dành sự quan tâm ủng hộ kinh phí cho ban khuyến học và mong nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm, các cơ quan tổ chức thường xuyên hơn nữa trong những năm tiếp theo để quỹ khuyến học học tập ngày càng phát triển và nâng cao động lực cho các tôn giáo dòng tộc vương được nâng cao về số lượng và chất lượng nhằm mục đích động viên tinh thần các cháu nhiều hơn nữa để đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện xứng đáng là công ơn cò giữa của dòng tộc của gia đình. Cảm ơn những anh chị em trong ban đại diện hội đồng giáo tộc, ban khuyến học đã dành thời gian thu thập báo cáo số liệu cho hội đồng giáo tộc, chắc chắn không sâu tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thu nhập số liệu. Có gì thiếu sót mong các bậc cha mẹ, các cháu thuộc các chi phế trong giáo tộc tiếp tục báo cáo về ban khuyến học để điều chỉnh và bổ sung. Một lần nữa xin được sự cảm ơn quý vị đại biểu lãnh đạo hội khuyến học huyện Thăng Bình, cảm ơn lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bình Điều, cảm ơn ban cán sự thôn Phước Châu, hội khuyến học xã và đại diện cho hội đồng giáo tộc, các vị trong ban khuyến học, khuyến tài của dòng Phật vương, các bậc cha mẹ đã bỏ chút thời gian quý báu về dành buổi lễ trang trọng long trọng này. Chúc quý vị dồi dào sức khỏe, chúc các cháu học sinh, con cháu của tộc vương luôn vui vẻ và đạt nhiều thành tích cao trong năm học 2022-2023. Thay mặt hội đồng giáo tộc, tôi xin tuyên bố bế mạc. Cùng dòng máu đỏ thắm sông tiên, dòng máu